Cuốn sách Quyền lực mới vừa được First New mua bản quyền xuất bản ở Việt Nam. Không chỉ là chiếc chìa khóa thành công cho các công ty hàng đầu trong nền kinh tế chia sẻ, những chính trị gia, nhà quản trị trong thế kỷ 21, mà còn mở ra cái nhìn mới về sự tác động mạnh mẽ của mạng xã hội trong đời sống của mỗi người. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Mở đầu cuốn sách, hai tác giả đã mô tả về sự đối đầu quyết liệt giữa quyền lực mới với quyền lực cũ. Quyền lực cũ với tính chất khép kín, không thể tiếp cận, ảnh hưởng từ trên xuống dưới, có thể được hiểu qua ví dụ tiêu biểu về cách ông trùm Hollywood Harvey Weinstein bịt miệng hàng trăm nạn nhân bị quấy rối tình dục trong nhiều năm liền. Trái ngược với quyền lực cũ là quyền lực mới của thế kỷ 21, cởi mở, có sự tham gia và định hướng ngang hàng của nhiều người. Quyền lực mới được thể hiện qua cuộc chiến Harvey Weinstein để hạ gục ông trùm Hollywood. Hàng ngàn phụ nữ đã gây dựng nên phong trào phản đối quấy rối tình dục dưới hashtag MeToo trên mạng xã hội. Phong trào này đã tạo những đợt sóng mạnh mẽ trên khắp thế giới và thậm chí đã bùng nổ ở Việt Nam trong năm 2018 vừa qua. Chỉ với hơn 300 trang viết, cuốn sách Quyền lực mới không chỉ bao quát các vấn đề quản trị nhân sự, hiệu quả của mạng xã hội, mà còn đặt ra những câu hỏi nhân văn về chính chúng ta. Chúng ta đang ở đâu? Có trách nhiệm gì đối với việc xây dựng một công ty, cộng đồng, đất nước, thế giới ngày càng tốt đẹp hơn? Bây giờ xin được trở lại với MC chính của chương trình.